Xin chào các bạn, như các bạn thấy thì mình và em mình ở đây đều ở 6 múi. Tức là bọn mình rất professional. Và bọn mình là idol. Và idol thì nói cái gì cũng đúng. Hệ thứ gì khó thì idol sẽ giúp cho bạn giải quyết một cách cực kỳ dễ dàng. Với idol cực kỳ giỏi. Và trong hôm nay mình và em mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để ăn làm sao cho không béo. Bạn là nhất, bạn là số 1, bạn là siêu nhân, bạn là hàng hiệu. Cách ăn bánh mì không béo. Cách để uống trà sữa không béo. Khi bạn lên cơn nghiện trà sữa, hãy cho một ít thuốc sổ vào và uống nó. Vậy sẽ không béo. Cách ăn bánh canh không béo. Cho một cây rau to vừa lờ ít ít vào. Ăn vậy sẽ không béo. Và đây sẽ là nội dung thật của video hôm nay. Phần đầu video thì mình và em của mình ra ba content khá hot trên TikTok hiện nay. Đó là hướng dẫn các bạn ăn làm sao để không béo. Mình sẽ không đề cập đến cái content này nó đúng hay nó sai. Bởi vì nếu như mình đề cập đến chuyện đúng sai thì sẽ đá động đến người này, đá động đến người kia. Từ đó nó sẽ gọi là gây cái hiểu nhầm, hoặc là các bạn sẽ có cái nhìn ác cảm với mình. Bởi vì biết đâu đó là idol của các bạn thì sao. Nhưng mà ở đây thì mình muốn nhắc các bạn một điều. Đó là kiến thức khi người ta truyền đạt nó đúng hay sai, nó sẽ không phụ thuộc vào cái cảm xúc của các bạn. Ý của mình đó, nó đó là khi các bạn có tôn trọng một ai, các bạn có thích một ai, các bạn có muốn cưới người đó làm vợ, các bạn muốn cưới người đó làm chồng, muốn nhận người đó làm cha, thì khi họ nói sai kiến thức thì kiến thức đó nó sẽ là sai. Dù cảm xúc của chúng ta có tốt đến đâu thì sai nó vẫn là sai. Kiến thức nó sẽ không quyết định bạn cảm xúc. Mà cũng tương tự như vậy, thì các bạn có ghét một ai đó cỡ nào, ví dụ có nhiều người ghét mình nhưng khi mà nói kiến thức của mình nó đúng thì họ có ghét đi chăng nữa thì họ áp dụng nó vẫn sẽ hiệu quả, chứ nó sẽ không có gây tác dụng phụ nào do cái ghét nó xảy ra. Ok, và mình sẽ dừng cái vấn đề đó sang một bên, tập trung vào cái gọi là thứ mà các bạn thực sự cần trong video hôm nay. Bởi vì sợ đá động nên mình sẽ hơi nói phần đó một chút xíu ở phần đầu thôi. Các bạn xem video này chắc chắn các bạn đang muốn biết là làm sao để ăn nhiều nhưng mà không béo. Thì bây giờ mình sẽ hỏi một bạn, gọi là đây chính là người mà cầm máy quay cho mình trước giờ nè. Mình cầm tay chỉ việc cho ấy hồi bắt đầu. Đến bây giờ thì ấy có thể tự tập và tự xây dựng chương trình tập luyện cho mình được rồi. Và suốt ngày thì mình thấy ấy chui vào mập hết, nên mình thấy ấy xịn quá. Mình hỏi ấy thử đó là cách như thế nào, thì bạn ấy sẽ chia sẻ với mình và các bạn luôn, để chúng ta cùng nhau có cách để ốm như Quang, để nó biến thành model fitness nó xịn hỉ. Ok, giờ anh hỏi em tí là bí quyết nào nó khiến cho em gọi là gầy mà gầy quanh năm như vậy. Đó là điều cực kỳ nhiều bạn thích luôn. Thật ra em đang đi tìm cho mình bị được cái mập lên để to dần tới. Nhưng mà có kiểu là mình là rất chán ăn. Mỗi ngày mẹ mình dọn từ 6 đến 7 món mà mình chỉ ăn có cơm với thịt, hoặc là lâu lâu là ăn cả chiên thôi. Mình không bao giờ ăn canh ăn rau nha, mình rất là ghẹt. Và mình sẽ ăn tới một cái đồ nào đó mình no thì mình sẽ không ăn nữa, thì mình cũng cố gắng ăn tiếp nữa. Với lại á là được thể nhìn là trong một ngày là mình dùng hơi nhiều. Mình đi từ 2 đến 3 lần một ngày. Buổi tối thì sau khi đi học hoặc là đi làm về thì mình sẽ tạt vào chỗ đó để ăn vặt. Sau đó là tối là mình đồ ăn đồ mì tôm ăn thêm và là uống coca và là hết. Ok, rồi anh nghe rồi. Và đầu tiên trước khi mà mình nói và Phan phân tích thì mình phải quen xíu. Đây là cán bộ dinh dưỡng trong tương lai. Ok, về sau kênh của mình sẽ uy tín hơn nhờ cán bộ dinh dưỡng. Thế tiết một khoe, giờ chúng ta sẽ đi vào phần phân tích. Đó là đầu tiên Quang khá là kén ăn. Một bữa dù mẹ có dọn ra 6 món, Quang vẫn chỉ có chọn cơm mà thịt. Thì cái người kén ăn á, thường cái lượng thức ăn họ đưa vào sẽ không lớn. Đây là cái máu chốt mà khiến cho Quang gọi là có cái tỷ lệ mỡ trên người nó khá là thấp. Và tiếp theo nữa, nếu như các bạn để ý thì Quang không ăn rau và không ăn canh. Đêm còn ăn mì tôm và uống coca nữa. Nếu như mà những thứ mà trên TikTok nó nói là đúng, những ai không ăn rau, không ăn canh chắc chắn mập. Những ai ăn mì tôm, uống coca, ăn mì tôm trứng chắc chắn mập. Thì những quan điểm trên TikTok đó là hoàn toàn sai. Các bạn thấy một cái trường hợp đối lập ở đây. Không phải là mình muốn gọi là tạo ra cái sự đối lập, nhưng mình muốn khẳng định cho các bạn đó là Quang ốm và Quang có thể trạng tương tự như bây giờ. Đó là bởi vì Quang ít, nó đơn giản là như vậy thôi. Chứ cái việc của Quang nó không phức tạp như các bạn nghĩ. Ví dụ như là ăn cái gì đó theo một công thức nhất định. Ăn cái này, kiểu như là ăn bún bỏ này bỏ kia, ăn cơm bỏ này bỏ kia, không hề có. Quang vẫn ăn cơm, Quang ăn thịt, Quang không thèm ăn rau luôn. Đây là cái điều mà các bạn cần phải lưu ý đây. Và đêm có ăn mì tôm, uống coca, như vậy các bạn thấy đó là lượng không quyết định, chứ không phải là thành phần. Giải thích là vì sao? Bởi vì khi thức ăn đưa vào cơ thể của bạn thì nó sẽ quy ra một cái đơn vị cơ bản nhất, đó là calo. Mặc dù thành phần phân giải nó sẽ khác nhau, nhưng
calo nó mang lại thì sẽ là tương đương nhau. Thì dù cho bạn có ăn gọi là thịt bò đi chăng nữa, nhưng mà bạn ăn dư thịt bò thì nó sẽ dư calo. Cái calo này nó sẽ được cơ thể tích trữ, nhưng mà cơ thể chỉ có một cơ thể chế tích trữ calo, đó là với dạng mỡ. Do đó mà nói lại, đó là thành phần các bạn đưa vào nhiều là gì không quan trọng, nhưng mà nhiều hay ít nó sẽ quan trọng hơn. Tuy lựa chọn tốt về mặt thành phần nó sẽ tốt cho sức khỏe, nhưng về việc giảm cân thì nó thực sự sẽ không có quá gọi là khắt khe trong việc lựa chọn thành phần, nhưng nó sẽ lựa chọn về mặt gọi là khối lượng nhiều hơn, tức là bạn ăn ít thì bạn auto up vậy thôi. Còn nếu như bạn ăn ít, ví dụ như Quang ở đây vậy thôi, chứ nó không có cái gì gọi là quá phức tạp. Xong hết, kết thúc lại vấn đề, giờ mình sẽ tổng kết, đó là việc lựa chọn thức ăn nó sẽ không quá quan trọng. Bạn sẽ không cần đến cái việc á là ăn bún theo style này, ăn bún theo style kia, hoặc là ăn gọi là bánh mì theo style này, ăn bánh mì bỏ cái này cái kia ra, không có cần gì đó. Bạn chỉ cần ăn đúng thành phần của nó, nhưng mà các bạn ăn ít thôi. Không có thứ gì khiến cho các bạn béo hết, bất cứ thành phần nào cơ thể của các bạn cũng cần, chứ đừng có kiểu như ăn theo kiểu cực đoan. Và mình nói thêm xíu nữa về chỉ số GI. Chỉ số GI á, nó được biết đến thông qua mạnh thông qua cuốn sách Thiên Su Linh, được viết bởi cái tác giả là Nguyễn Song Anh Tú của Việt Nam, ta là bác sĩ tại Mỹ viết sách để chữa trị cho người béo phì. Đa số chúng ta không lâm vào tình trạng gọi là béo phì, nên cái việc áp dụng cái cuốn sách này thật sự nó sẽ không quá cần thiết, nên các bạn không cần phải quá quan tâm đến chỉ số GI. Mình hứa với các bạn luôn, các bạn chỉ cần ăn ít thôi là được, mình hứa, mình đảm bảo, mình thề. Và thêm một cái nữa, đó là về các bạn rất là sợ chất béo. Cái này thì mình cũng đã nhắc trong vài video, nhưng mà mình nghĩ ở đây mình nhắc vẫn không thừa. Chất béo nó sẽ tham gia trực tiếp vào những thành phần, ví dụ như là cái màng tế bào của bạn, nó sẽ được tạo nên từ chất béo. Các bạn nghĩ nếu như các bạn ăn không đủ chất béo á, cơ bắp của bạn có hình thành được không? Cái màng tế bào nó có hình thành được không? Và những cái thành phần ví dụ như là tinh trùng của bạn đi, mà nó thẳng vô vấn đề luôn, hoặc là trứng của các bạn đi, nó cần có màng tế bào không? Có, nó cần. Nó làm bằng gì? Nó làm bằng chất béo. Các bạn không đủ chất béo á, cơ thể của bạn á, nó trì trệ, các bạn thiếu hormone sinh dục, là người của bạn á nó ù lì á, thì nam thì nó không ra, nam á thì nó bị nữ tính, mình nữ á thì nó bị nam tính, cho nó cực kỳ mất cân bằng luôn. Nên các bạn phải ăn cân bằng mọi thứ, không có thiên bị về gì hết, bởi vì cơ thể của bạn á nó là một bộ máy cực kỳ diệu, và nó sẽ thích ứng, và nó đã thích ứng rất là lâu rồi, nên là sẽ không có gì gọi là quá khắt khe trong việc ăn uống của mình. Chỉ cần các bạn giảm ăn lại là được, và ăn cái bữa ăn của mình á, ví dụ như hôm nay các bạn ăn một tuần, các bạn ăn thịt heo thì ăn thịt heo ớn quá, chỉ có ăn thịt bò vậy thôi, chứ nó chả có gì hết. Thiếu vitamin ra tiệm thuốc mua, thiếu bị táo bón ra tiệm thuốc mua, và là xong. Đó là tất cả những gì mình nói. Ở đây thì mình muốn nói thêm quên, mình còn điều nữa, đó là đôi khi các bạn có thể là ghét mình, là các bạn có thể là bảo là tại sao bạn tới nó ganh tị người này, ganh tị với người kia. Nhưng mà khoan đã, nếu như họ có cái điều đó để mà nói được thì chắc chắn họ có điểm gì đó sai. Mình không giỏi, mình và em mình không giỏi, mình nói thật bọn mình chả tài giỏi hiệp gì cả, chỉ là đọc và hiểu và biết cái gì đúng nói cho các bạn. Mình biết mình cũng không đẹp, mình không đẹp bằng họ, bởi vì mình đâu nổi tiếng gì đâu. Mình biết mà, mình biết mình xấu, mình biết mình không đẹp, mình biết nhiều thứ khác nữa, mình biết mình rất là thua thiệt. Nhưng mình được cá là bọn mình biết đọc hiểu mấy bạn, bọn mình biết đọc hiểu, bọn mình biết cập nhật kiến thức, thi đúng. Đến với kênh của mình sẽ nói, nếu như mình có nói sai, mình sẽ sửa hoặc là xóa video. Mình đã từng xóa một video rồi, bởi vì trong đó mình có nói sai, xóa và không bao giờ để kiến thức đó nó lan rộng ra ngoài xã hội này. Đó, đảm bảo uy tín của mình trên cái lĩnh vực này, không nói gian, nói thật, mang lại kiến thức đúng đắn. Về mặt kiến thức, mình sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể, đủ và liên tục, cố gắng sản xuất ra những cái nội dung mà nó có ích cho bạn, chứ không phải những cái nội dung bú phem, bú tầm bại tầm bạ, bú trúng cỏ trúng đá thì nó bú trúng cỏ trúng đá thì đó gọi là nó sai lệch đi cái giá trị thực sự mà các bạn đã đi theo kênh của mình từ lâu. Còn đến đây, mình biết chắc chắn những người xem chính là fan của mình, chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Mặc dù ở trong video các bạn chỉ thấy hai thằng ở trần ngồi nói. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.